trà, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, phân bố tại huyện Hải Hà. Anh phải hướng dẫn em cách để hái chè đúng không ạ? Thì đây nhá, em nhìn búp chè này. Búp chè này là nó tốt dài, thì trong cái quá trình cái búp nó không đồng đều thì quá trình mình hái mình sẽ phải làm thế nào để cho cái búp chè nó đồng đều, đảm bảo được một tôm hai lá theo yêu cầu sản xuất của từng loại chè một. Đây như thế này, em nhìn thấy búp chè hái đúng một cái đầu búp này và hai cái lá con đi theo. Biết là ở đây thì anh đã trồng chè được bao nhiêu năm rồi ạ? Cái vườn chè này của anh thì đến năm nay là được 15 năm với cái vườn này. Quá trình làm thì phát dọn thực bì đi, cuốc lật hết toàn bộ đất lên, xử lý bằng các cái loại phân chuồng, ủ hoai mục. Cái đối với cây chè thì trong 2 năm đầu thì không có thu hoạch, mà cây chè thì nó kén đất, cái độ kiềm lớn quá thì cây chè nó không phát triển được. Độ pH của cây chè này thì nó yêu cầu từ khoảng từ 4,5 đến 6%. Tuổi của búp chè này sẽ quyết định cái chất lượng của chè. Cái búp chè đến tuổi rồi thì nó sẽ đạt được cả hương lẫn vị. Em thấy hàng ngày các cô chú công nhân ở đây vẫn đi hái chè như thế thì chắc là cũng mất nhiều thời gian đấy nhỉ? Vâng. Đây là những búp chè đạt tiêu chuẩn, sau khi thu hoạch về thì sẽ trải qua công đoạn làm héo. Anh Dũng ơi, không biết là sau khi mà trải qua công đoạn làm héo thì mình sẽ đến với công đoạn gì tiếp theo ạ? Chè tươi bà con thu hái về sau khi được làm héo và lên hương thì mình sẽ tiến hành chuyển sang công đoạn tiếp theo, đó là công đoạn việt men hay còn gọi là sao đầu. Thế công đoạn này thường kéo dài trong bao nhiêu lâu ạ? Công đoạn sao đầu này thì sẽ thường sẽ diễn ra trong vòng từ khoảng từ 7 đến 10 phút. Việc thứ nhất là nó làm giảm lượng nước ở trong búp chè. Thứ hai nữa là nó diệt men. Thì thực chất là nó là một cái quá trình làm khô. Do vậy một cái kinh nghiệm của người chế biến là cực kỳ quan trọng. Công đoạn này được gọi là công đoạn vò chè. Việc thứ nhất là nó tạo hình cho búp chè nó săn chặt. Việc thứ hai nó làm dập các cái tế bào của cái búp chè này để cho nó tiết nước từ bên trong cái lõi ra, để tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc sau này mình làm khô búp chè nó được nhanh hơn và nó được khô kiệt hơn. Đây chính là công đoạn lên hương cho chè, một công đoạn vô cùng quan trọng để tạo nên hương thơm của chè. Ở đây sẽ sử dụng ga để duy trì mức nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 140 đến 150 độ C trong vòng khoảng từ 7 đến 9 phút để tạo ra mỗi một mẻ chè thành phẩm. Thơm quá anh ạ. Đây chính là lần đầu tiên mà tôi được cầm trên tay của mình một bốc chè mà vừa hoàn thành tất cả những công đoạn xong, lên hương rất là thơm. Bây giờ tôi sẽ chờ đợi xem là những mẻ chè mà tôi đã cùng với anh Dũng làm thì sẽ mang đến hương và vị như thế nào. Bây giờ đã là 8 giờ tối, Thiên An và ekip của chương trình đã thấm mệt. Đây là lúc mà Thiên An sẽ được thưởng thức thành quả do chính tay mình góp phần tạo nên. Em mời anh ạ. Em cảm nhận ngay được cái vị ngọt ở trong cổ họng. Chè ấy nó là một cái thức uống có lẽ là có từ lâu đời nhất trong các cái đồ uống hiện nay. Và uống chè ấy thì nó giúp cho tinh thần con người ta nó sảng khoái. Thứ hai nữa là nó tăng cường cái chức năng tiêu hóa. Thứ ba nữa là chè này nó có cái tính sát khuẩn. Đồng thời là chè ấy là nó mới một số cái nghiên cứu gần đây người ta cho thấy là chè là có các khả năng chống nhiễm xạ rất là tốt. Đạt sản lượng khoảng 200 tấn mỗi năm. Hiện nay, sản phẩm được tiêu thụ tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu sang Đài Loan.